chaussée is for enemies. Chương 3. Hoa quả và hạt. Có những tất cả loại hoa quả thì đều có hạt hết. Đều có hạt. Một vài hoa quả thì có nhiều hạt nhỏ. Như là quả thanh long thì có rất nhiều hạt nhỏ. Có một vài hoa quả thì có một hạt to. Như là quả xoài thì có một hạt to. Bổ ra thì ở bên trong có hạt. Khám phá. Quả dâu tây thì có hạt nhỏ. Có hạt ở bên ngoài. Một số loại hoa quả thì mềm như quả cam, quả dâu tây và quả đào thì mềm. Một số quả thì cứng như quả óc chó thì cứng. Quả óc chó thì cứng. Có hạt cứng. Có hạt ở bên trong. Goodbye.